nữ vẫn độc thân ấy, thì chị có cái cảm nghĩ như thế nào? Dạ. Dạ. Tức là mùi rất là dễ chịu không chị? Dạ. Cảm thấy như yên tâm á. Dạ. Thì cái này khoa học. Bây giờ con lại đó, bước vô cái bồn thì cái máy đó nó sẽ cảm biến nha. Cái hôm vừa đó thấy cái khói nó bùng ra đó, cái nào các bạn á cũng quay vòng tròn. Là hình sắc còn hết, còn thân là mình bước ra thôi. Đi dễ ha. Rồi, dạ. Sau khi mà con vô cái bồn đó thì con cảm giác như thế nào? Dạ, nó sẽ sát khuẩn tốt. Rồi, sát khuẩn tốt, với sát khuẩn tốt luôn. Nhưng mà cái mùi nó dễ chịu không? Dễ chịu. Con nghe được mùi gì? Nghe được hương thơm. Đúng rồi, mùi thơm, chính xác. Rồi, cảm ơn con. Dạ, chị em hỏi là chị giờ vào phòng buồng á, chị có cảm giác như thế nào? Khi mà bước chân vào trong buồng thì cái cảm giác rất dễ chịu, nó sâu vào mũi cũng như là cảm thấy nó rất là khoan khoái bởi cái mùi. Dạ. Trước mắt là cái mùi nó khiến cho mình cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Dạ, dạ, dạ. Đúng rồi, cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy là bớt lo lắng hơn khi mà được thử quần. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, 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 dạ. Rồi, vậy là xong rồi đó. Mà cái mùi nó có dễ chịu không? À, đây là dung dịch nano bản, nó khử khuẩn toàn thân cho mình. Rồi, anh xin được tặng em món quà nha. Rồi đứng im đó, đứng im đó, đứng im đó. Rồi quay xe một vòng, xe một vòng, xe một vòng. Rồi ok, rồi bước ra, bước ra. Rồi ok, anh đứng lại, anh cảm thấy thì sao? Thoải mái vô cùng. Xong rồi đó. Anh hỏi mấy câu được không? Khi mà em bước vô cái bồn đó thì em có cảm giác như thế nào? Mát hả? À, cái mùi nó có dễ chịu không? Dạ có. Rồi cảm ơn em. Cái này là nó khử khuẩn toàn thân cho mình nha. Rồi anh tặng em phần quà. Đặc biệt là nó sát khuẩn toàn thân cho mình nữa. Cảm ơn chị.